gớm. Đầu năm đầu tháng gì mà xui xẻo thế. Ngồi mãi từ giao thừa đến giờ mùng 1 gần đúng ngọ rồi. Chả con ma nào nó nai vãng nó xem một quẻ kiếm tiền mua ổ bánh mì mà chơi. Gươm năm nay năm con gà mà chắc là gà nó nuốt mẹ nó dây thun rồi. Ôi giời, gươm sao xui thế nhỉ? Hôm qua em đi chùa hương hoa cỏ. Ý, bài này không hay. Mừng xuân năm trên ta chúc la 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 la. Dạ con chào thầy. Ờ chào 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 chị. Chị hay cô gì đây mù không biết. Vâng. Dạ con còn nhỏ, con còn nhỏ. Vâng, thế dạ. chào cô. Dạ, vâng. Năm mới chúc thầy làm ăn phát tài, mạnh giỏi, làm ăn nhiều tiền hơn năm nay nha. Gương đàn ế bỏ. Không, cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Thế tôi cũng chúc cô năm nay gặp nhiều may mắn. Mà cô xuất hành giờ này là giờ đại cát đấy. Thế nào năm nay cũng được nhiều lộc cho mà xem nhỉ. Dạ con cảm ơn thầy. Vâng, không có gì. Vâng, dạ. Thế trước con ngồi chơi ạ. Vâng. Dạ, con ngồi liền ạ. À. Dạ. Hên quá thì đuôi. Thế à, cô đi đến xem giờ này là cô muốn xem gì? Dạ con không nói gì thầy. Con muốn xem bói. Con muốn coi mày con có chồng rồi được không á. Mẹ nó cứ tông teo như que củi thì ma nào nó lấy. Trời, thầy đuôi mà thầy biết con trâu tông như que củi vậy thầy. Này, mùng 1 Tết nhá, tôi đang rước khách hàng vào chứ không phải tôi muốn gây lộn với khách hàng nhá. Cô nói cho rõ ràng, ai bảo cô tôi đuôi hả? Tôi là người đẻ ở Hà Nội phải gọi là mù mới đúng chứ. Tại sao gọi là đuôi? Nhớ phải gọi là mù nghe chưa? Con tông con tè bị đặt nói sáng giờ. Nhưng mà thầy ơi, hình như là con mở hàng đầu tiên của ông thầy. Ôi, cô này dở hơi nhỉ? Từ đêm qua đến giờ khách xếp hàng từ đây đến mãi cái đầu đường bên kia nguyên một color đấy. Nha. Mà tôi sợ bô nít nó đến nó túm cổ sao tôi đuổi đi bớt rồi. Mới vừa rảnh tay tính sôi ngụm nước cô đến đấy. Ôi giời mệt bở ra hơi tài khách đồng quá. Ôi giời. Dạ thầy, con xin lỗi thầy nha thầy. Thế bây giờ cô muốn xem gì đấy? Dạ con nói rồi, con nói con muốn xem coi cửa năm nay con có chồng được hay không á. Này, tôi bảo cô nhá. Dạ. Dáng thì ăn vào một tí cho nó có da có thịt thì nó mới đắc duyên, hiểu không? Dạ. Gầy tóc gầy teo kia thì ai mà nhìn nữa. Dùi giời, gớm quá thì không ai nhìn. Ui, thầy cũng ốm nhơ ốm nhách cho con vậy chứ có mập mạp gì đâu, gió thổi bay cái dèo liền. Ốm đau gì ở đây? Gầy vậy tại sao mà gọi là ốm? Phải gọi là gầy mới đúng chứ. Tức là gọi là ốm, nhưng mà thì chính vì tôi gầy đấy thì mới nằm chỏng chơ mấy chục năm nay, chả ma là nó nâng khăn sửa túi đây. Nói toạt móng lợn ra là ế mẹ nó rồi. Đấy. Có khác thì con đâu. Ừ. Thế phải ăn vào chứ nó có da có thịt hả? Thầy nói con ăn nhiều cho mập lên mới có chồng hả thầy? Mập là cái quái gì? Phải gọi là béo chứ tại sao gọi là mập? Cậu không nghe cái câu ca dao là trông mặt mà bắt hình dong con lợn có béo thì lòng nó mới ngon. Chả có ai gọi là con lợn nó mập thì lòng nó mới ngon, hiểu không? Trời ơi, năm nay mình đi coi bói mà tự nhiên cái sữa lưng mình hoài vậy trời. Không phải, nói cái gì phải nói cho nó đúng. Cô hiểu không? Đây này, tôi giải thích cho cô nghe nhé. Ở trong Nam của cô đấy gọi là một lượng vàng, hiểu không? Còn ở ngoài Bắc gọi là một lạng. Thế ngày xưa ông Khổng Minh, ông là người miền Nam, thành thử ra ông mới là gia các lượng. Còn tôi đẻ miền Bắc, thành thử tôi là gia các lạng đấy, thấy chưa? Thầy nghe, con nói thầy nghe nha. Gì? Thầy kỳ quá à. Con là người miền Nam, con nói tiếng miền Nam, tự nhiên thầy biểu con nói tiếng Bắc làm sao con nói được. Ôi cô hay nhỉ. Đây thì mình đi cầu thánh là chủ yếu là mình xin lộc thánh. Thế mình nói thánh không hiểu thì thánh làm sao cho mình lộc được, hiểu không? Mình cầu xin thì phải nói giọng Bắc xong mới xin được chứ. Con quên, chạy thánh toàn là người Bắc không hả thầy? Ừ, thánh ở đa số tập trung miền Bắc nhá. Ở nguyên một chung cư ngoài đấy, cứ gọi người nào người đấy về, hiểu không? Vậy sao thầy ở miền Nam vậy?
Thì tôi là xem thôi, tôi là thánh dựa vào tôi để tôi xem cho cô thôi. Đây này, tôi nói cô nghe, cô chưa nghe kể cái chuyện này cô hết hồn. Cô nhớ cái miếu cô ba Thủ Thiêm không? Dạ con nhớ chứ. Ừ, ngày xưa cô ba chết ở sông Sài Gòn đấy. Thế mà cô ba nổi tiếng là linh thiêng này này, có một bà Việt Kiều đấy, lấy chồng người Mỹ nhá. Dạ. Xong rồi thì dẫn chồng về, xong dẫn đến miếu cô ba cầu xin đấy, ông chồng vào khấn tiếng Anh, cô có không hiểu cô vật cho sùi cả bọt mép ra. Trời ơi! Rồi, ông chồng có sao không thầy? Ông có chết không thầy? Trời không, ơi! May mà bà vợ còn nhớ tiếng Việt đấy nhá. Bà nhớ tiếng Việt, bà dịch sang tiếng Việt đấy, cô mới là vui lòng, cô buông tha đấy nhá. Trời ơi, vậy mày vậy bây giờ con nói tiếng Nam xong thầy dịch qua tiếng Bắc chứ không? Yên tâm đi, để tôi thông dịch sang tiếng Bắc cho nhá. Không là trời ơi, cái cô đó cô giật con chết mẹ con luôn á thầy. Yên tâm, để có tôi là không ai vật cô được. Thế bây giờ đây muốn xem thì xem đây nhá. Dạ. Thôi đây bây giờ thành khẩn đi. Con giái hả thầy? Không, đặt tiền quẻ đi. Hả? Đặt tiền quẻ hả thầy? Ừ. Đặt thì đặt. Có thế nó mới linh chứ lại chả có thánh nào chơi không. Sao gớm mày vắt ở đâu mà gió lớn thế? Thầy đuôi mà cũng thấy con vắt à? Tao nghe hơi gió. Một đồng. Một đồng ai chơi? Năm đồng thì ít quá. Không, tờ đấy không đủ đi xe. 10 đồng. Tăng tí. 20. Vừa phải. Mà tờ này thì 100. Bé được. Mà không biết ổng coi đúng không. Nếu mà ổng coi sai 100 của mình mắc mẹ nó thì sao. Thôi mình đặt 1 đồng. Đó. Cái này cô ơi. Ôi, xe ở đây 3 cái đĩa sao cô bỏ 1 cái thế? Trời ơi, coi 1 cái thôi tự nhiên cái đĩa con bỏ 3 cái rồi sao bỏ? Úi giời, cô này gớm ai mà thánh thiết thì chả có ai đi gạt đi lường cô. Cái này phải đúng lễ thì thôi chứ đây này, đây là tiền quẻ, đây là tiền tổ, còn cái nhỏ này là tiền tiếp bà nội ơi. Gớm nhanh nhanh dùng con tí đi. Thầy chưa có coi tự nhiên biểu con bỏ tiền tiếp lỡ thầy coi sai sao? Thế cô bảo tôi dại hả? Nếu mà tôi nhớ tôi nói con nói sai rồi bây giờ cô không bỏ tiền tiếp ra đâm ra tôi dở người chả dại thế. Thôi đừng nói nhiều nữa đâu, để con bỏ cho. Tao bỏ cho mày 5 đồng 10 đồng luôn. Ừ thôi thế rồi bỏ xong đủ 3 đĩa chưa? Đủ để rồi. Thầy phụ soát nếu mà lẹ lẹ lên đi cho con về con coi nấu cơm mà cho mát con ăn chứ không bắt chửi con. Rồi sao xuống thành khẩn nó khánh đi. Dạ con thành khẩn. Ờ. Đây này có thắp nhang thì thắp. Dạ cho con cái nhang đi. Thôi phí đi. Thấy cũng biết cay mắt vậy. Thấy không cay thầy ứng cay thế. Thôi nha, để thành khẩn đi. Em là mồ à gì đã. Em là mồ. Em là em cái con điên. Thế mày ở đây mày đi xem bói hay là mày đi cuốt đất thế hả? Sao mày chưa gì hết mày bổ, mày bổ đâu mày bổ lắm thế, mày đưa cả mâm cả chảo mà thầy hả? Trời ơi thầy đuôi chứ. Mày bảo là mày có nghe hiệp sĩ mù nó nghe gió kiếm chưa? Gớm cái chảo mày gió kinh quá. Mày vừa phải tôi lên đây này, thành khẩn đi. Đùi mà cũng biết này, người ta đưa cái chảo vô mặt này. Không biết là có lừa không á. Đầu năm mà lừa là chắc xui chết mẹ. Tâm mồm, để con khánh này bảo. Con lạy ba ba ở trên ngàn nghe lời thầy khấn với trần giang bà. Xa nằm mà xa nỗi xa mẹ ý, mà xa nằm xa nú xa mê mà chân dáng bà về mà bát nhã mà thuyền à huê con lạy bà. Xong chưa mệt quá mày ơi. Con lạy xong rồi ạ. Mày lạy xong rồi để tao khấn gớm mày cái cuốc quá. Tới đây tài tài gì tài trái không mê quá. Thanh bạch bái lạy thanh vạn bái dạ lạy các cô các cậu dạy để thương cho đệ tử con lạy đám phường chín hướng thương cho đệ tử con là Phi Nhung dạy ế chồng bao nhiêu. Con không có ế chồng mà con không có ế chồng
à? Gớm, mày phải nói thế Thánh mới thương chứ lị sao mày dốt thế nhỉ? Mình gạt Thánh đó thầy. Gạt là cái quái gì mày phải bảo là lừa chứ lị. Mày đi xin lộc Thánh mày chủ yếu là phải Thánh phải cho lộc mày, mày lừa Thánh, Thánh mới thương mày, gớm con này dốt thế. Này bây giờ tao bắt đầu gieo quẻ. Ủa? Mà thầy gieo quẻ bằng gì à? Con đâu thấy đâu, con đâu thấy bằng gieo bằng tiền gì đâu. Con thấy người ta gieo bằng cái tiền nó có cái lỗ mà. Hay là thầy gieo bằng mua rùa đó. Gớm con này, bây giờ người ta đây thời đại bây giờ nó lên đến cung trăng rồi, bây giờ ai xem bằng mu nữa hả mày? Bây giờ người ta xem là người ta xem đến computer rồi, mày hiểu chưa? Bây giờ mà mày còn sờ sờ vào cái mu thì làm sao mà có tiền mà sống hả con? Vậy chứ con hỏi thầy nè, thầy gieo bằng cái gì nè? Bây giờ tao không bói bằng cái đấy, tao bói kiều. Bói kiều? Đây này, kiều. Bói kiều là nhá. Sao? Bói kiều đây, sách kiều đây, linh thiêng cực kỳ con ạ. Con chưa nghe trong chuyện kiều có cái câu như thế này, mày ngồi xuống đi, mày ngồi thế thì khách nào dám vào hả? Thế này, mày có nghe trong cái chuyện kiều nó có cái câu này hay lắm này này. Sầu sầu ngọn cỏ bên đường này. À, sầu chè chè nắm đất bên đường, sầu dầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh. Ấy cái nửa vàng nửa xanh đấy là Tả Đạm Tiên ngày xưa là gái giang hồ, thế sau bị bệnh sida mới nửa vàng nửa xanh đó. Trời ơi ghê gớm quá vậy ta. Thế mà nhập vào trong cuốn truyện kiều này nấy nó linh cực kỳ đấy nhá. Vậy thì thầy bói đi, bói cho con đi. Đây này, trong cuốn truyện kiều này nó có 500 trang. Thế bây giờ đi, nếu mà con muốn thì con cứ lựa đại một trang nào đấy, xong con dở ra con đọc hai câu đầu. Ôi giời, tôi nói thật nhá, cuộc đời con nó sẽ bày ra trước mắt y như là ai vẽ lên đấy. Thì cái thầy. Vâng, cứ tin tôi đi. Con lại chờ cho con lại con lật thịt để cho con lấy chồng, chứ con cũng ế cả đời con. Ừ, dở ra đi, lựa đi. Rồi, con lựa một trang 125 đó. Ờ, trang thầy 100... đặt đi. Con này mày xỏ nhỉ? Thế mày chả thấy tao đuôi không thấy đường, mày còn bảo tao đọc đi là đọc cái gì? Mày chơi toàn là móc câu trong họng không vậy? Con quên. Đọc đi, ôi giời con này nó dở người nhỉ? Để con đọc. Râu hùm hàm én mày ngày, dài năm tắc rộng thân mười thứ cao ở thầy. Dâu hùm hàm én mày ngài, vài năm tất rộng thân mười thước cao. Dạ. Chúc mừng cô congratulations. Thiệt hả thầy? Thế nào lâm nay cô cũng có chồng? Trời ơi, con mà có chồng á hả là con bao trời thầy một chầu sine liền á. Này mẹ mày lấy cái lưới câu mày móc mẹ trong họng ra đi. Mày không thấy tao đuôi mày rủ đi xem sine hả mày? Con... Bây giờ đây, con quên, con quên, con xin lỗi thầy. Nhưng mà con nói cho thầy nghe, thầy đuôi mà thầy chưa trả lời con là thầy đuôi sao thầy biết con gầy nè. Thôi bây giờ tôi nói cho cô nghe này, năm nay cô có chồng nhá, nhưng mà đặc biệt là chồng cô là phải người ngoại quốc. Người ngoại quốc? Ừ. Vậy là con lấy chồng người qua hả thầy? Chả phải. Hay là người Mỹ? Không. Hay là người Đại Hàn? Chả phải. Chứ người gì? Iraq. Châu. Thế đây này, cái câu đầu tiên đây này, cái câu đầu tiên là dâu hùm hàm én mày ngài. Thế mày không thấy cái dâu hùm là dâu mà nó chỉ của ông Saddam Hussein, ông Bin Laden ấy, hiểu không? Nó còn hàm én mày ngài là dâu tóc nó đen thui, chả phải người Iraq là người gì? Trời ơi, cái gì mà xui dữ trời. Người ta kêu mình cưới Mạnh Quỳnh, mình không cưới nó, tự nhiên cái đi cưới Iraq. Trời ơi, cái người mà người ta ghét nhất trên thế giới. Cô ơi, bây giờ không cần nói là không khe cái người ngoài, hiểu không? Miễn sao bây giờ cô thích là được rồi, nhá. Chồng của cô là cô phải thích, hiểu không? Không khe người ta có thích hay không, nhưng mà tôi nói cô nghe, không phải người này là không có của đâu nghe. Giàu lắm cô à. Vậy chị vậy, ông nói làm gì thầy? Ông có tiếng tăm ngoài xã hội không thầy? Ông có ca hát đồ gì không thầy? Ông có học giỏi đồ gì không? Gớm, mình có chồng thì mừng bỏ mẹ rồi, còn giá ế bao nhiêu năm rồi, bây giờ có chồng thì nên mừng đi, còn bày đặt chơi cái thói ăn mày đòi xôi gấp. Yên tâm, chồng cô có của lắm đấy. Không, nhà nó không ở bình thường được, nó phải ở building với ở lâu đài mới được thôi, nó không ở nhà bình thường. Tại sao? Đây sách thánh có nói đây này, vài năm tất rộng thân mười thước cao, mẹ thân nó mười thước nó chui vào đâu vừa. Đúng không? Phải nhà, phải building nó mới vừa.
Vậy thầy nói nó ở trên núi hả nhà? Ở trên núi hả thầy? Tôi chả biết núi hay sông, nhưng mà nó phải chui vào cái nhà nào, cái cửa phải hơn 10 thước, hiểu không? Vậy là chắc giàu lắm hả thầy? Thôi xem bằng ấy được rồi. Mệt lắm rồi. Thì xem nữa thầy. Không xem nữa, buồn. Nhưng mà thôi vậy thầy nói đi vậy. Vậy thầy nói một lần nữa thôi. Con hỏi thầy này, thầy đu sao thầy biết con khẳng khiêu à? Mày gớm thì mày ngu thế gì? Thế ông trời ông lấy của tao cái này thì ông phải bù tao cái khác nhá. Ông lấy tao cặp mắt thì ông phải cho tao cái giác quan thứ 6 nhá. Mày không nghe người ta nói là xem bói, cái thuật xem bói chỉ là nhất thanh nhì tướng, mày hiểu không? Đấy, nhưng mà trong cái thuật xem bói, cái thanh là quan trọng nhất. Chỉ cần nghe cái thanh thôi là người ta biết người ấy đẹp hay xấu, béo hay gầy, mày hiểu không? Vậy con hỏi thầy nè, con đẹp hay là con xấu? Mày khỏi cần hỏi, tao không cần nghe cái tiếng của mày. Chỉ đến mày bảo mày ế là tao biết mày xấu bỏ mẹ rồi. Cái gì phải nghe tiếng? Trời ơi, vậy là thầy đuối thiệt rồi. Con nói thiệt, thầy đuối thiệt rồi. Tướng con về mà thầy kêu con ế hả? Thầy kêu con xấu nữa là thầy đuối thiệt rồi. Bỏ giá trời trong đuôi chết luôn. Chứ mày mày không xấu mà mày ế loài ế sĩ ra. Thôi mệt quá, thôi không coi bói nữa, tự nhiên đầu năm con chi vậy? Thôi con đi về nha thầy. Ừ vâng, rước về. Con về nha thầy. Vâng, mệt lắm rồi. Con về thiệt đó thầy. Thì về đi, trẻ ai thì giữ làm gì, gớm. Con về thiệt đó thầy. Ôi giời ơi, sao mày ra, ôi ruồi ơi, ruồi ơi, ruồi, con ruồi. Gớm, sao xem bói mà cũng có ruồi nó bâu thế này à giời. Vào, vào, vào. Ruồi dạ. Đấy. Dạ dạ, dạ không phải, con xin lỗi thầy. Tại vì con thử thôi. Tại vì con tưởng thầy giả bộ á. Con tưởng thầy giả bộ đuôi á. Ra con lấy mà con lấy tờ 10 đồng về lại. Gơm, ai mà con giả xin... bờ. Tự dưng đang mắt sáng không muốn lại muốn đuôi là thế nào. Thôi về đi. Dạ con xin phép thầy con về. Vâng. Để lại đấy chứ lại lấy về. Tự nhiên đầu năm đầu tháng đi coi bói làm gì cho bị mất một mấy thằng bạc uổng ghê. Con về không thầy? Trông cho cả ngày đã khỏi ai tới coi bói luôn, trông ế chết mẹ luôn. Con rước cô lại nhà. Ăn Tết vui vẻ cô nha. Hi, mình là Mỹ Tâm. Hôm nay mình lớn sinh vô sau bích. Mình hát cho các bạn nghe nha. À, em đẹp không cần son phấn. Xin thầm xin thầm xin rất hiền. Không quần jean dài cao gót, em chọn cho mình em áo dài. Duyên dáng điên cái đầu mày á, ra phụ bán bánh canh kìa. Em muốn được cùng anh bên phương miền Bắc, tình sẽ sống những ngày hè như nắng dưới bóng dừa là lời sẽ nói yêu anh mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Ghét ghê vậy đó hả? Người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi có một mình. Giận dễ sợ luôn à. Mà phải chi là em xấu đâu, thì em mồ côi không đành. Đằng này em đẹp quá mà, em lộng lẫy, em lung linh, em lấp lánh quá mà. Vậy mà em mồ côi một mình 30 tuổi đầu rồi, bà già không cho lấy chồng. Trời ơi, tức dễ sợ luôn vậy đó hà. Tỷ sao 30 tuổi rồi mà không có cho lấy chồng, tức chứ. Bây giờ tức bà già quá. Ấy chết cha, nãy giờ mình nói mình tức bà già rồi mình quên. Hôm nay giờ sáng giờ chưa có selfie để bỏ lên trên mạng câu like. Mình cứ kiếm cái chỗ nào mình selfie cho nó lạ lạ coi nè. À, đây rồi nè. Cái chỗ này lạ lạ, chưa có ai selfie bao giờ nè, cái bàn thờ. Đây, được nè.
dơ cạnh. Con gái con nứa gì đâu mà tao quánh mày lên bàn thờ ngồi luôn à. Bàn thờ bà ngoại mày mà cũng phóng lên mày phá được hả? Trời ơi. Trời ơi Tâm ơi Tâm. Dạ. Má đặt cho con cái tên Nguyễn Thị Tâm nó đẹp quá mà. Bộ nó xấu lắm sao mày đặt Mỹ Tâm. Dạ. Trời. Mày đặt Mỹ Tâm mà chẳng lẽ nó đổi tên Kỳ Duyên. Trời. Chứ má không lẽ giờ con để con loài Tâm rồi nãy giờ tụi nó lấy tên con ra nó bán vé quá thì mày thấy không? Mày là Nguyễn Thị Tâm. Dạ. Mày rảnh quá mày lên mạng nha. Mày làm cái video clip làm sao mà bây giờ người ta lên chở người ta không có like mày mà người ta kiếm tao, người ta chửi tao banh xác. Người ta nói tao mẹ bán cánh bên cua mà giữ quánh con mà không quánh mày sao được. Con gái 30 tuổi đầu rồi mà. Ủa mày bộ mày chế độ nhúng tự động hả mày? Dạ 30 tuổi rồi tự nhiên cái nó nhúng suốt ngày vậy đó má. Đứng im đừng coi nó đi. Làm gì ướt nhẹp vậy? Dạ con đi biển mới về. Trời ơi con ơi, má đã buôn bán mệt mỏi tuốt ngoài biển từ sáng tới chiều, tôi kêu mày ở nhà bị mẹ gái đẹp mà mày nghĩ sao mày ra biển mày tắm mà mày bận đồ bộ. Trời ơi, má nghĩ sao vậy? Thì má cũng nói rồi, mình là gái nhà lành mà mình phải bận đồ bộ vậy người ta mới thấy hiền lành. Dạ bận đồ bộ thế nhưng con có hé lộ nội y. Cái gì? Mày mới nói gì mà hé lộ vậy? Con nói hé lộ nội y mình có cái chút đường cong mình phải khoe khoe chứ má. Trời ơi vậy mà ác dễ sợ luôn má. Con vừa hé lộ nội y thôi trời ơi nguyên một bãi biển bao nhiêu con người. Vừa con hé lộ một cái rồi quay lại biển vắng tanh. Trời ơi. Bởi dạ. Vậy tôi đang bán bánh canh ngon lành, tôi quay qua quay lại tôi thấy không còn người nào hết trơn, cái biển vắng que. Là tại mày hả? Không, con nói chơi vậy thôi chứ thật sự ra cũng còn có hai người. Trời ơi, con quay lại tôi nói gặp hai anh đứng trời ơi giảm dở vậy đó, cái con muscle mà nó bự chà bá vậy đó má. Trời ơi, cái ngực sáu múi vậy đứng trời ơi, anh cầm hai cái cây dài thì dạ anh chọt cho người con. Cái gì? Đàn bà con gái mà tao lấy cây chọt cho người mà đứng im. Dạ đâu có, dạ anh cầm hai cái cây cờ đen đó. Dạ anh cắm trước cái chỗ con đứng anh để là cắm xuống biển tắm để cho người khác tắm. Nhan sắc mày á chắc cỡ Hà Mã hay sao mà ta cấm mày tắm biển luôn. Con giống Hà Mã. Thái con vui quá. Giống Hà Mã vui quá. Vui quá má ơi, giống Hà Mã. Làm gì vui? Trời ơi bây giờ họ Hà nó có giá lắm má ơi. Dạ. Má thấy không? Hà Phương, Hà Tăng, Hà Hồ toàn lấy tỷ phú với đại gia không à. Trời ơi con Hà Mã vậy con lấy ai má? Mày lấy Hà Bá. Hà Bá mới chịu nổi mày nha. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều. Nhiều cái thôi má đừng nói. Con nói thiệt nhiều con biết má có phải má ruột con không? Mẹ chắc mẹ mình quá à. Sao hả? Chứ để cho má suốt ngày má cái sỉ dục nhan sắc con là sao? Má nghĩ coi con đẹp quá mà. Má nghĩ sao mà má không cho con đi lấy chồng. Lớn rồi mà không cho lấy chồng rồi tự nhiên nói ta lấy chồng về rồi không biết làm gì. Con gái đẹp á, người ta lấy chồng không sao, đúng không? Bị đẹp quá về nó nâng niu. Còn con gái xấu về nó lấy nó đánh cho nên thôi đừng có lấy. Má nghĩ thử nó có cơ hội nó đánh con à. Má nhìn cái mỏ của con đi. Trời ơi, con bao ăn với má là con chạp là nó tới cùi đó má. Má nghĩ sao mà nó có cơ hội nó hãm thì hại con. Vậy má mới nói. Ừ? Hiểu không? Cái gì? Mà con nói thiệt, má kỳ quá à. Tự nhiên má hận đàn ông, rồi tự nhiên giờ cái không cho người ta lấy chồng. Ai cho không cho lấy chồng? Tôi cho lấy nhưng mà tôi không thích lấy tuổi khỉ. Ừ? Cái gì vậy? Tự nhiên tuổi khỉ nó có gì đâu, tự nhiên không lấy. Tuổi khỉ nó không có chung thủy, không có lấy. Trời, tự nhiên má dị đo tự nhiên cái tuổi khỉ nó không chung thủy thì người ta năm sinh năm khỉ thì người ta phải là tuổi khỉ thôi chứ làm gì. Không, tôi không có thích mấy người tuổi khỉ. Tuổi khỉ là cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, cái thứ uống canh mà không có lấy đường, cái thứ ăn bánh canh ăn cua mà không ăn giò, ăn hành mà không ăn ngò, ăn huyết mà không ăn tiêu. Ơi má hỏi nè, gì hình này là ai mà sao ngày nào ba bữa ba cử má cũng đến đây má phăng nút biến vô trong đây là sao má? Má nói quá à, con hỏi thiệt má, tại tao nói thiệt đi này mà má thương hay má hận mà sao má làm vậy, má nhớ từng chi tiết quá vậy? Thì tôi không có ưa thì tôi thích cái phun nước biến tôi phun được không? Nhà này tôi là má hay là cô là má? Thì má là má nhưng mà má nhưng mà má phải cho con lấy chồng chứ, về tóm lại là con muốn lấy chồng. Má cho con lấy nhưng không được lấy cái thằng Andy tuổi khỉ. Trời đất ơi, người ta tên Andy, người ta ở Mỹ, người ta có tiền tỷ á, rồi người ta có sức khỏe bền bỉ,
đều đặc biệt là súng ống đạn bắn rình rỉ. Bắn bao giờ mà biết rình rỉ? Ý con nói là anh thích chơi game á. Dạ anh thích chơi game, anh thích bắn súng á, bắn thằng 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 thằng. Con có hứa ảnh rồi, nếu mà anh về đây con chơi ảnh liền đó, anh bắn con bắn ảnh. Còn với anh bắn game, trời ơi mệt má quá à. Nói chung là anh đi đi là được rồi má ơi. Mệt quá, bây giờ muốn lấy ai cũng được, không được lấy tuổi thân, tuổi khỉ. Hôm nay tôi mời thầy Pháp tới rồi, người ta cắt duyên âm cho cô, nghe chưa? Là cô sẽ nghe lời tôi. Tôi đặt đâu con người đó, không có lấy anh đi, anh biết có tuổi khỉ gì ở nhà này hết trơn rồi á. Tôi bây giờ ở nhà này tôi là chồng. Happy birthday home. Who's it? Thằng 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 thằng. Bớt bớt rửng mở lại nha. Dạ, dạ. Bớt lại. Dạ, tại em thấy anh đẹp trai quá em kìm hãm không được. Dạ. Ai mà rong rỏi ngoài vậy Mỹ Tâm? Dạ. Ai vậy? Dạ. Ôi trời ơi, xách cây kiếm. Trời ơi, cái cây dài thòn vậy là ông thầy rồi. Tôi đâu có ngờ trẻ vậy mà đắc đạo dữ vậy. Dạ rước thầy, dạ cung thỉnh thầy. Ê. Thầy là thầy phải không thầy? Vô con cổng thầy vô. Cắt duyên âm cho gia đình con. Dạ. Thầy ơi, trời ơi, tôi biết mà. Đây thầy ngồi đây, thầy ngồi đây. Mà giờ anh nói đi giờ anh là ai để cho má em biết. Thì đó, hết, thì hết đi. Mẹ rồi tới con. Nha. Nghe đây. Dạ. Tôi. Dạ. Xin tự giới thiệu. Tôi ở đợi của thầy Tư. Chẳng lẽ tán cái chứ thiệt. Dạ. Dạ làm ơn rước thầy để vô giùm nè. Dạ. Không có để cho người ta nói. Dạ nói. Thầy từ từ vô. Dạ. Thầy biết là vô đây là dông nè, dông dập dìu, dông ồn ào lắm, thầy vô không có tịnh tâm được. Cho nên phái ta vô đây trước. Đây, xin mời, hãy ra đây. Dạ. Lập dạ. Đàn rồi xong hết rồi mới mời thầy vô. Con gia chủ nhà này. Rồi, xin mời. Dạ. Em có ngồi rồi. Không? Em có ngồi không? Em đừng rửng mở nữa nha. Dạ, vậy thôi. Chừng nào kêu tới em rồi em mới lên tiếng nha. Rồi, dạ thôi em ngồi đây. Dạ, ngồi đây hả thầy? Ngồi đó, để chờ lập đàn cái. Đây. Trời, ông thầy đó bộ đắc đạo lắm sao mà gắt dữ vậy thầy? Giúp cho chân tay. Dạ. Chùm má lại. Hả? Từ đó giờ tôi mới thấy người ta chùm đội này giống đội cao đậm vậy kì vậy. Ê, ê. Thầy thầy. Ê, từ từ. Dạ. Cứ ngồi đó, đây. Cúng là phải có lễ đàng hoàng trái cây. Dạ đâu. Đây, đó. Ủa trời, cúng cầm trái đoạn hậu vậy thầy. Kinh tế khó khăn cúng trái thôi. Nha. Dạ. Rồi chờ đó. Từ Đức ơi. Dạ. Cung thỉnh thầy Tư. Cung thỉnh thầy Tư. Hôm nay có chuyện gì mà gia chủ thỉnh thầy về đây? Trời ơi, cái giọng nghe sang sảng, cái giọng biết thầy rồi. Dạ. Dạ thầy, hôm nay con muốn thầy cắt duyên âm cho nhỏ con gái con. Dạ, cho lấy chồng mà đừng lấy tuổi khỉ. Không, nó muốn. Đứng im coi. Dạ con ngồi im mà thầy. Không, đang nói hai cái dòng kia. Trời, nhà con nhiều dòng dữ rồi thầy. Nhiều dòng lắm. Dạ. Nhà này rất là nhiều dòng. Dạ. Gia chủ. Dạ. Sẵn sàng ngồi cho dông nhập chưa? Dạ con sẵn sàng rồi. Coi thằng quỷ nào đi trước tao thắng gấp dữ mày. Thầy tao á. Ủa thầy hả? Dạ xin lỗi thầy. Thầy thắng thì phải báo chứ thầy. Thầy ơi còn con nữa thầy. Chết nó. Quỷ điếc.
Chết nó. Trời ơi, tự nhiên ở đâu chui với chân. Hai mẹ con nhà này sao nhoi quá. Đứng im coi. Có sao không? Trời làm lễ cổng. Cách ra. Trời ơi, bà Thắng chí, bà cha. Dòng không à. Lết lết bánh luôn thầy ơi. Thắng thì phải báo thầy ơi. Đi theo ông chị. Dạ con không biết, con nghe nhạc là con đi à. Bà tuổi gì? Dạ con tuổi Dần. Bà tuổi Dần với bà đâu phải tuổi Ngọ đâu, bà như con ngựa vậy. Nhạc lên cái đi. Đứng lại. Bà làm gì á? Con tưởng thầy rước con qua Campuchia trục xuất dâm. Cái con điên này tao mệt nó lắm rồi nha. Dạ. Cỡ ba cái con mày mướn tao kiểu này chắc tao chết. Măng lại. Ê cái này con biết nè. Qua tới Lào rồi. Trời ơi. Cái này con biết. Cái này con chịu, con có đi nước này rồi. Mày đứng lại. Nhoai hoài. Thầy ơi thầy. Thầy có trục lộn công chúa Hằng Nga Đồng Tháp về không thầy? Thấy giống lắm. Mày tào lao. Măng lại. Dạ. Ôi. Ê cái này con biết luôn. Ấn Độ. Đó nó chưa giống lắm á thầy. Tao bóp cổ mày chết. Dông không về mà cái con này nó hành tao rồi. Dạ thầy. Con nhận má con giỏi dễ sợ luôn. Đây muốn nhảy lắm đúng không? Dạ. Muốn nhảy cho bà cái nhạc này bà lên tới trển luôn. Cái gì vậy? Cái gì ha? Cái gì cái gì? Thầy ơi, vậy? Cái nhạc này đưa con đi đâu rồi thầy? Đưa bà về dưới á. Thầy ơi bỏ đi thầy. Thầy nhoi hoài cái bắn chết mẹ cho rồi đi. Ôi miết miết miết. Thầy ơi thầy. Còn có lại đi. Dạ. Cái gì vậy? Hả? Sao cổ tôi vậy? Hả? Xử kiểu này xử bình thường xử không được. Đây cột lại. Dạ dạ dạ. Đây đây đây, 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 đây lấy cái này cột lại đi. Cột tôi sao? Quấn nó lại. Dạ 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 dạ. Bộ cái vòng này nó dữ lắm hả thầy? Dữ dàng lắm. Má ngồi. Để con cột cho. Rồi. Trời ơi. Đi đi. Cái gì mà nhiệt tình dữ vậy? Cột má lại mà. Ui da. Ai mượn? Trời ơi. Dạ rồi. Ui da. Ngồi xuống. Ê. Thầy 30 năm rồi mới thấy cái đứng tướng này hả thầy? Con ôi da. Thầy sao quánh như con không đẻ vậy thầy? Quánh để cho cái dòng nó ra. Bây giờ bà muốn cắt viên âm không? Dạ muốn thầy. Muốn thầy, cắt viên âm cúi xuống. Cái dòng này giờ thành quỷ luôn hả thầy? Thầy mới nói con quỷ đó. Không, quỷ nó thấy bà nó còn sợ nha. Cúi xuống. Dạ. Đứng kiểu này nhột quá hả thầy? Lâu quá, không đứng giờ đứng thấy kỳ. Tôi ngồi lên đây kỳ hơn. Vậy bà cha bà ta bà na bà nà bà. Con quỷ không à. Đây nè. Kim thứ nhất. Mày lên xuống coi. Ủa mới quánh ai nha cái chẹp vậy thầy? Quánh vòng đó. Vòng nhà này thấy ghê quá, giống cô hồn âm binh đi nhiều dữ rồi thầy. Nhiều lắm. Dạ. Đây nè. Kiếm thứ nhất tao quánh ngươi. Dạ. Về cái tội ngựa bà. Về cái tội ngựa bà. Kiếm thứ hai tao quánh. Về cái tội lì nha mày. Lì nha mày. Ừ đó giỏi á. Đây nè, tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại mày hả? Sao mà mày ghét cái tuổi thân dữ vậy? Hả? Này thấy bắt đầu sai sai nè thầy. Sai quýnh nữa. Sai quýnh nữa. Sai 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 được rồi, được rồi. Gỡ cho má con ơi. Gỡ cái gì mà gỡ? Gỡ cái gì mà gỡ? Hả? Ê, hai đứa cắt cái gì? Trời cái gì vậy? Mở ra. Không có gỡ mặt tao bay nữa. Cắt viên âm cái gì? Cái gì? Về. Yeah. Mắc cái chân ôn gì bà cắt viên âm? Ông mắc cái chân ôn gì ông quánh đâu như con ông đẻ không vậy? Thích quánh được không? Ông lại mà ông vô. Ê bộ cái tuổi thân nó ăn hết của ông nội ông ngoại bà. Ê bộ tuổi Dần nó ăn hết của ông cố nội xong vô ông quánh như con ông đẻ đau thấy bà nội. Dạ có đau đau chứ mà đừng có đứng banh càng. Con già này nha, tao nói thiệt mày, tao không cắt viên âm tao cắt buồn trứng hết rồi. Cái gì vậy? Ráng đi cái gì vậy? Ráng đi. Tôi nói cho mấy người biết. Gì? Con tôi đẻ ra tôi có quyền gả, tôi gả tôi không thích gả. Nhưng mà tuổi thân mắc mới gì? Tôi không ưa tuổi thân. Nó thấy cái thứ tuổi khỉ là cái thứ không có chung thủy. Cái thứ cà chớ. Đáng, thứ đáng. Má đi.
bỏ đi đừng quan tâm vấn đề đó. Bà tầm bậy, tại vì tầm bậy tuổi khỉ nó tốt cái cù lôi mà. Nó làm gì bà hận nó? Tôi nói cho ông biết nha, ông vô đây ông cắt được kia nghe, mà cắt không cắt được thôi. Con gái tuổi đẹp quá mà, thấy không nè, tâm nó đẹp quá gả ai cũng được, riêng tuổi khỉ là đừng hòng. Nó làm gì bà ghét nó? Mồi. Hả? Tại bà cái thứ tuổi khỉ là cái thứ là ăn đào mà không ăn hết trái. Tại sao đó? Tề Thiên Đại Thánh đó, lên cho nó hái banh vườn đào, người ta ăn trái dục, thấy không? Cái thứ khỉ là cái thứ không có tốt. Hái đào thì ăn hết đi, dẫn vô vườn đào, bao nhiêu cái đào cao không hái, lựa cái đào lùn nó hái. Tại đào lùn dễ hái, ăn xong không sình bụng, tôi sình bụng. Rồi khi mà tôi đã bụng mang dạ chữa, cái thứ khỉ già bắt tôi mắc dịch tới đâu mất tiêu. Tôi phải xa xứ, tôi đẻ con. Rồi tôi bưng về đây tôi bán bánh canh, cái món mà cái thứ đó đó, cái thứ thích ăn nha. Tôi về đây tôi bán mười mấy năm trời tôi chờ mà vẫn không về hả? Đồ cái thứ phản bội, đồ cái thứ dắt chanh bỏ vỏ, đồ cái thứ uống nước canh mà không có lấy đường, đồ cái thứ ăn bánh canh lấy cua mà không lấy cái bóng, lấy hành mà không lấy ngò, lấy tiêu mà không lấy huyết. Được rồi, má. Ông có cãi lời má, phun nước miếng vào mặt ông cho tao. Xạo. Ây cha. Trời ơi, bấy cái gáy luôn à. Con xin lỗi má. Má ơi, quả báo đó. Đã như quả báo. Má, cái tuổi khỉ đó nó không phải như bà nghĩ. Đã như vậy như bà nghĩ. Hồi đó là bà dụ tuổi khỉ vô trong vườn đào. Cù lâu đi nè. Đang đi củi bà dụ vô vườn đào. Đúng. Bà dụ vô vườn đào, bà nói là thôi vô đây ăn đi anh, ăn đi anh. Xong bà sắn cái cây vô mặt nó mới ăn. Con nhìn đi, với cái nhan sắc này ai dụ ai? Mày nhìn đi. Nhìn đi. Đó, mày nhìn đi. Mày công, công đạo nói đi. Nhan sắc này ai dụ ai? 1m85. Dạ. Con thấy con chuột là con muốn xỉu rồi má ơi. Trời ơi, cái này chắc má dụ người ta quá. Đó, thấy chưa? Bà dụ đàng hoàng, con, bà con, dụ con cũng thấy vậy. Ngày xưa tao đẹp lắm. Dạ. Ngày xưa tao cao 1m88. Tại tao nhớ thương người ta quá, tao rút xuống bây giờ tao còn có 1m58. Trời. Bà chào. Ủa mà ngày xưa bà cũng y như vậy. Ngày xưa là bà rủ tôi vô vườn đào. Ông biết cái gì bà không? Bà rủ vô đàng hoàng mà. Cái thầy cắt Dương Âm hả? Ghệ tao mà. Con này con ghệ tao. Quá the hell. Oh my god. Oh that daddy. What do you say? Sao mày ghệ? Trời. Ngày xưa như vậy mà bây giờ như vậy một trời và một vực. Mắc gì? Cái gì vậy má? Hỏi đo, bây giờ bà đo cũng không còn nữa đâu. Cơ nó đi hết rồi. Bà nói bà ghét tôi. Bà ghét tôi tại sao? Bà không treo ở gần dưới này nè, để bà phun cái vô mặt tôi. Bà phun mắt mẹ nó đâu dép, mắt mẹ nó chiếc à. Ha. Bà còn yêu tôi. Tại sao bà cấm tụi nó lấy tụi thân? Tôi yêu ông bà nào? Bà còn yêu. Tôi không yêu được giọng đó. Nhìn vô trong ánh mắt bà là còn yêu. Mà tôi... Ông đừng có nói cái điều đúng. Ông bà còn yêu tao mà. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Không. Ủa đánh đi. Má ơi, tôi về đây để xin lỗi bà đó. Không cần. Vì hoàn cảnh, chứ tôi đâu có muốn xa bà. Khi tôi đánh cá ngoài biển rồi bão tới, vô tình tôi trôi qua nước người ta, rồi tôi đi định cư ở nước ngoài luôn. Có mấy lần nhờ người ta về tìm bà, nhưng tới đây đâu có. Bà đi biệt tích, tôi tìm mười mấy năm không có. Tôi cũng mang dạ chữa mà, sao mà tôi dám ở xứ này? Rồi tôi đẻ tâm nó lớn rồi tôi có về đây nè. Mười mấy năm này tôi bán bánh canh ở đây nè, cái món mà mấy người thích đó. Rồi mấy người có về kiếm tôi đâu? Đâu có biết ở đâu mà về. Bữa đó vô tình thấy thằng quỷ này lên mạng cua cái con ghẹ này nè, thấy nó xấu quá mới nhào vô coi thử. Tao không hiểu tại sao mày lấy cái con mà xấu dữ dằn vậy. Nó con ông đó. Quên con tao á. Đẹp. Nó đẹp. Chắc ông đẹp dữ à. Ủa mày nghĩ Tâm là con đất đi. Ba con á má. Ba này. Nhận ba đi. Ba con. Ba. Rồi con Andy. Andy nó con tao. What the hell? Mày cứ heo như chó hoài. Không phải. Nãy giờ. Con vô đây con không hiểu.
con nhờ Daddy về đây để con rồi làm sao ta được như vậy trời ơi. Được mà. Sao được? Mày con ruột nó con nuôi mà. Yeah. Hả? Nó con người khác chứ đâu phải con tôi. Trời, tôi định nhà quá tôi xé xác ông rồi. Nói lại đi ba. Vậy. Nó là con khác. Nuôi. Yeah, cái vấn đề là con không hiểu tại sao tự nhiên vô đây là con tưởng con có ghệ thôi, ai về Daddy cũng có ghệ nữa. Không phải, tại tao tìm bả lâu lắm mà không ra. Yeah. Tao mới lên mạng coi mày cua cái con này nè, tao thấy nó như quái thú vậy đó. Tao mới thấy mặt má nó. Yeah. Mới kêu về đây luôn lượt đó. Wow. Mày wow cái gì? Dạ không. Tại sao mày yêu nó, mày nói tao nghe coi. Dạ, thật sự ra là mày muốn qua đường. Dạ không có, thiệt sự là của nó vậy mà mày thấy sao? Sẵn vô tao đây. Tao nổi da gà rồi đó. Ba, trời ơi. Không sao đâu con, nét đẹp đó của ba với má cộng chung lại mới ra mày mà. Cho con xin phép con lấy bình tĩnh, con nói luôn. Sẵn có nói đi. Mẹ của bé Mỹ Tâm ở đây. Con mới nói thiệt sự ra là lúc đầu con thấy con cũng muốn ói lắm. Dạ. Không. Em đi. Cái đó là cái lúc đầu thôi. Nhưng mà sau này rồi trò chuyện rồi con thấy bây giờ người ta thực tế quá, nhưng mà con yêu cái nét xấu đó. Mặc dù xấu mà xấu như con cóc chạy qua đường mà bị xe cán luôn á. Cái gì vậy? Rồi trời mưa xuống 2-3 lần nở ra xe cán tiếp vẫn còn xấu luôn. Nhưng mày mà diễn tả quá vậy mày. Không. Cái đó là cái thật sự, con là có sao con nói như vậy mà. Thôi nói chung là nét đẹp thuần chủng. Dạ đó, nói chung là cái nét đẹp thuần chủng mà không có lai tạp. Đó, bậy. Có lai tạp tao với bả. Dạ, nghe con. Bao nhiêu nét xấu của tao, bao nhiêu mà nét mày xấu của bả. Mày đúng không? Dạ, ý là... Mày là tủi thân đúng không? Dạ. Con yên thân đi, con là con khỉ. Dạ. Mà con có gặp con cóc này á, ha. Có 1000 lần đi nữa mà con bắt được con cóc, con nhìn thấy nó con xỉu, con mở ra, con nhắm lại, con cũng xỉu 10 lần à. No, con thử rồi. Thích lắm. Thật sự ra là con thích là cái nét chân thật vậy đó, chứ bây giờ con gái á nhiều khi đi sửa hết trơn rồi, nhưng mà nhiều khi sửa chung bệnh viện đưa ra đứa nào cũng giống đứa đó à. Cái nét này lạ nè, không có vô đâu với đâu hết á. Cái răng của bé Mỹ Tâm á nó như vậy nè. Cái răng của con nó như vậy nè đó. Oh my god. Buffet. Yeah. Andy. Nhoài quá con ơi. Andy. Bà dạy con bà vậy đó hả? 30 tuổi là chế độ nhún tự động. Tự nhiên 30 tự nhiên bắt đầu là nó nhún vậy nè. Bây giờ tôi nói cho bà nghe. Con nãy nè, khoan đã. Vậy? Con thấy anh Andy anh nói vậy, con sung sướng quá. Sung sướng đứng im đó đi, để tôi giải quyết ông này. Chưa có chấp nhận ông chưa ở nhà này. Thôi, bà bỏ qua cho tôi đi. Không. Đừng có hận nó nữa. Dẹp. Đừng có hận tôi rồi hận luôn thằng này túi khỉ. Tội nghiệp nó. Tôi sẽ treo tấm hình này lên, mỗi một ngày tôi phun nước miếng nữa cho trôi chiếc dép bên đây luôn. Thôi mà. Đi đi. Thôi mà tôi nói. Đi đi. Được. Nếu bà đuổi, tôi đi. 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 Ông đi thiệt hả? Đi rồi. Đi. Má đuổi người ta đi rồi. Ông đi thiệt hả Tâm? Tâm. Mấy chục năm tao đợi ông. Vậy mà tao nói thiên trước thiên sau ông đi hả Tâm? Mày cũng bậy lắm đáng lý. Lý mày cản ông cho tao cũng có hàng tao hốt chứ. Tâm ơi, má thích ông thiệt. Biết mà. Mà nó nói thiên trước đi. Bởi vậy khỉ già mất nết. Mà hên là đi lẹ. Đi chậm chậm tôi nhổ sạch lông. Nếu nó còn đứng đây có nhổ không? Tâm ơi. Nói ông Tiến đi quay lại đi. Mày có hàng mày đi rồi tao bơ vơ tội nghiệp tao Tâm à. Trời ơi. Tâm. Hả? Đây. Tao mặc vô khỉ già mắc vô à. Em chính mẹ là sao? Đứng sao nghe hết rồi. Thôi dẹp đi. Về đó tôi với bà nói lại tình xưa. Còn để cho con nó có nơi có chỗ. Đẻ đứa con đẹp quá mà. Bà phi gì? Bà đẻ con đẹp quá mà. Rồi ông có đi nữa không? Đi chi nữa? Về đây phụ bà bán bánh canh.
Thôi vậy quyết định là về đây bán bánh canh nhau. Dạ. Anh Quy đâu rồi? Trời ơi, trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả? Té hả? Vô. Đây nè. Anh Quy bên kia. Anh Quy chạy với anh Quy ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng bồ câu, nghe rõ trả lời. Nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa? Xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè. Cái chuyện gì mà ông xàm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy hả? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà, thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vậy đó. Không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. À, tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết rồi. Thôi. Qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ. Bây giờ book vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi, tôi không biết giải quyết cái vụ này thật. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6,000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi, hồi trước đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc là người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bà ra đi. Anh Quy đâu? Anh Quy nó của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi?
Vô trọng kia không thấy anh Huy đâu hết. Anh Huy đâu? Thím ơi, Thím, tự trọng sẽ đi Thím. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi. Anh Huy đâu? Trời ơi, tôi yêu ảnh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Huy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á. Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Huy không có. Ghê quá. Nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? À? Ghê quá. Đâu anh Huy đâu? Hả? Anh Huy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Huy đâu? Dạt ra đi. Dạt ra. Yêu cầu dạt ra đi. Dạt cái gì? Này này. Anh Huy đâu? À đây đây. Anh Huy. Anh Huy. Đó. Ơi. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Ai vậy? Làm gì vậy? Hai tôi muốn tặng anh Huy. Anh Huy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Nè, lấy con heo này, lấy con heo này. Dạ thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Huy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em nhắc Huy đi. Ơi. Này chị ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà làm gì đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra nhà băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Huy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới rồi. Không, nhưng mà cái chuyện nó ba má tới đây rồi. Có. Tại sao lại tới đây? Khoan, lúc khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Huy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5,000. Thua 5,000 kéo không được. Thua 5,000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5,000 phải không? Đây, cầm lấy 10,000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh ghi tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Anh Huy, sao anh thử hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy anh có cái đàn đó, anh lấy ra cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi đợi cho hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nịnh lượng cái rồi. Là sao? Mày ngồi ha, ngồi hay dạ, đứng đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nhanh, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày
Một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng. Bầu trời sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ, có bằng căn gì, bằng căn đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đã chọn nghề hiếm dâm với anh, em mãi là người tình chăm nam. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu, anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chảy nước miếng quá trời. Quay á, quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay hả, quay? Ai vậy? Quay hả? Ủa? Quay hả? Cái này đủ rồi. Quay ơi, quay. Đủ rồi, giãn ra cho tao. Quay ơi, con ở đâu rồi? Dạ con đây, con đây. Quay đâu bò? À cái biệt anh là mổ đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là mổ đây. Hả? Anh nhìn Quay. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung, còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy. Quay đâu? Tại sao? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Anh đi mày chục năm rồi, anh đi America, anh đi Army đâu. Ai qua mày hát được không? Tại em đúng không? Ba má chứ quê không biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lại, nói là đi lâu quá mà cũng biết gì trơn đi tây. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa? Ô chứ ba bỏ mày đẻ mày ra mày nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má chứ quê mới đúa mày chơi trần hả? Để mà thông dịch chó là ra tôi con đẻ con ra đây là cho con bù đây chứ ra là cũng ai biết thế chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế. Quý để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi nói được rồi. Núa không có hiểu gì hết trơn. Thôi tao dịch cho nè con. Thôi cho má mày nuôi lên mày bị mày. Mày ở trong về trong bấu đó. Rồi trong mày trong đủ rồi. Ba má nói gì vậy em nghe nữa. Má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó. Dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á, là cháu ní là con á, có lễ tân hủy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù đó. Mà nó không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê, là cháu là lớn lên rồi chưa. Hồi xưa má cho ông bú, nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó, thì đó, vậy thôi. Ê, không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà tao thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thầy hai đứa đẹp đối là bạc cho hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Làm cười đi. Tao nói giãn ra, con nói giãn ra. Thế em nhập à? Thế được rồi đó, mày hốt nó đi về mà. Mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm. Thôi. Này, mày hốt con này về mày ăn thịt, thanh ghi vi với hết thịt. Bác ơi bác. Tôi bắt cổ hai ông bây giờ. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh security? Rồi có tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở giờ con ế qua con sang rồi.
con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kệ không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ê, ý bà tái hồi là cái quê quán. À, không, quán của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày mày chứ. Ý tao hủa mày là cái quê, cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sanh em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cả mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lại về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe nè. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Đây. Nãy giờ đó, anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là security. Security? Là bởi vì... Dạ, tụi em cũng chỉ security lấy tiền thôi. Ủa sao nói người ta? Sờ cứu cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Có gì kỳ vậy? Thì đó. Sao hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô của anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á, là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá, mới lần lợi gần anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải mua tối ngày lãnh lương đây, sợ cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi. Sợ cô đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Không phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Quy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi.
Không sao, em tặng luôn. Thôi giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em. Em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui đó anh ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Ôi, con tim nó lòi ra ngoài luôn. Đúng rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình phải làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi. Riêng người mà thôi.